chị ạ. Cho em hỏi một tên gì ạ? Đến từ trường này. Dạ, em sinh năm bao nhiêu ạ? Sinh năm 90. À dạ, em tên Hà, đến từ khoa thẩm mỹ. Nên em sẽ thực hiện đo huyết áp và truyền nhiệt trước khi vào phòng mổ cho mình nha chị.
anh chào em. Chào em. Thì anh có vừa nghe điều dưỡng báo là em có nghi ngờ mình đi từ vùng dịch tễ về đấy. Thì bây giờ anh lên để lấy một số cái thông tin ha. Dạ. Để coi thử như thế nào. Và trước hết anh cho anh cái họ tên của em. Nguyễn Thị Hương. Mình xin cảm ơn. Thì anh sẽ hỏi em một số cái câu hỏi ha. Thì em vui lòng trả lời giùm anh. Thì trong vòng 14 ngày qua thì em mình có đến thì về từ nước ngoài không? Dạ. Trong vòng 14 ngày qua em có đi những cái tỉnh, thành phố và những cái địa điểm dịch tễ mới được cập nhật theo danh sách gần đây. Em có nắm được cái địa điểm dịch tễ không? Em có đi, có Lạc Phượng. À, Lạc Phượng. Rồi trong vòng 14 ngày qua em có chăm sóc hay là tiếp xúc gần với người có bệnh Covid hoặc là nghi ngờ có Covid-19 không? Rồi anh hỏi về một số cái triệu chứng của em ha. Thì trong vòng 14 ngày qua em có xuất hiện các cái triệu chứng mà sau đây không? Thứ nhất là em có bị sốt không? À, không ạ. Em có ho không? Không. Em có khó cảm thấy khó thở không? Em có cảm thấy đau họng không? Em có hay bị đột ngột mất hoặc là thay đổi cái khứu giác của mình? Không. Em có đột ngột mất hay là thay đổi cái vị giác của mình? Không. Ngoài ra em thấy mình có một số cái triệu chứng gì khác thường trong những ngày vừa qua? Dễ thay đổi. Thì ở đây anh có cái danh sách cập nhật mới nhất của HCDC về các cái địa điểm dịch tễ mà bệnh nhân Covid đã ghé qua. Thì lúc nãy anh có nghe em nói là em đi về từ quán Quốc Phượng, nhưng mà mình có nhớ là vào chính xác là vào cái ngày nào và vào cái thời gian nào không? Là ngày 25, từ 17 đến 19 giờ đấy. 17 đến 19 giờ. Dạ. Vậy tức là sau 19 giờ là em đã đi khỏi đó rồi đúng không? Dạ, đúng rồi. Lúc đó đi đón con em. À. Thì trong đây theo hướng dẫn của HCDC anh thấy là từ 20 giờ tới 22 giờ mới là cái khung thời gian mà bệnh nhân Covid ghé qua. Thì trong cái trường hợp đó thì mình mới cần khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm và tự theo dõi sức khỏe. Còn trường hợp của em thì mình chỉ cần tự theo dõi sức khỏe và nói chung là mình tự để ý cái sức khỏe của mình thêm một xíu ha. Yeah. Nên là mình cũng bình tĩnh, không cần có gì mà phải quá lo lắng. Và thì anh sẽ báo cái kết quả này lại cho các bạn điều dưỡng để mình tiếp tục mình điều trị ở đây ha. Thì anh sẽ cập nhật cái thông tin này lại cho mấy bạn điều dưỡng để mình tiếp tục mình. Cảm ơn các bạn.